bán nhà lẹ lắm mà hẹn hò. Ê, 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 ê. Đây 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 đây. Trời ơi thiệt tình á. Bán nhà cho tôi lẹ lắm, cái đồng lẹ lắm bây giờ. Anh làm em gửi xe tú kia em đi bộ vô gần chết. Nói ở đây em đâu có biết đâu. Mình giấy tờ sao rồi? Giấy tờ bên em là xong xuôi hết mà, cái quan trọng là người ta có tiền hay không thôi. Trời ơi cái chuyện tiền đợt cuối tôi giao cho anh là anh ngon lành anh lo cái gì. Tôi chuyển khoản nha. À tiền là ok hết phải không? Chuyển khoản. Ok, nếu có tiền chuyển khoản là quá ngon. Ở đây mà xách tiền đi ra ngoài đường làng xóm thì giờ nó cũng nguy hiểm lắm anh hiểu không? Nhưng mà coi như là cái nhà là anh yên tâm. Khó chắc chưa? Ngon phải nịnh với chỗ đó là quá ok luôn. Rồi. Anh tới là anh thấy nó ngon lành rồi đúng không? Biết rồi, tôi coi rồi mà có đem giấy tờ theo không? Tôi ký có luôn. Chưa, có giấy tờ chứ. Mà bởi vậy em cũng hơi ngạc nhiên. Sao không hẹn cái chỗ nào cà phê hay gì? Không hẹn cái chỗ này. Em đi em cũng sợ lắm. Cái sớm này ai biết tôi á, tôi vô cà phê người ta nghi. Nghi hả? Ừ. Mà làm gì anh phải giấu giếm gia đình vậy? Tại tôi tính là tôi mua căn nhà này, đụng cái tôi báo cho gia đình tôi bất ngờ. Chứ bây giờ chưa gì cái mình hê lên, bắt đầu người ta nhìn vô người ta biết. Trời ơi bà con hàng xóm mà bu lại mượn tiền cực lắm anh ơi. Thiệt lắm. Người ta nói nam nhi chi chí, điều đầu tiên phải lo là sắm được căn nhà. Đó. Tiếp theo mới là cái chuyện lớn. Mà anh yên tâm đi. Một khi anh đã mua được căn nhà rồi, khỏi cần phải làm chuyện lớn thứ hai. Gái tự động nó trốn vô trời ơi anh có nhà là nó mê rồi. Tôi là tôi cần cuộc sống kêu bằng là đầy đủ là được rồi. Bởi vậy em có nhà là em cũng cưới rồi chứ em chưa có nhà em khổ lắm anh ơi. Họ cái nào của tôi đâu yên tâm đây nè, giấy tờ là em để sẵn hết rồi, giờ anh ký em hai bản cái xong bây giờ tôi ký vô cái này rồi là tôi ở được rồi phải không? Ở được rồi. Trời ơi điện nước là đầy đủ hết rồi. Ủa mà sao tôi thấy trước cửa cái mặt tiền của chung cư nó còn bừa bộn, nó còn tùm lum tùm la xây dựng cái gì vậy? À bị bên em muốn làm cho nó hoành tráng anh hiểu không? Làm cho hoành tráng để chi, khách hàng vừa tới là đập vô trong mặt người ta liền. Người ta thấy ôi trời ơi sao mà cái mặt tiền đẹp quá. Cho nên là cố gắng sửa chữa này nọ anh hiểu không? Rồi. Chứ là anh yên tâm vô đó rồi là điện nước đầy đủ, thậm chí cúp điện cúp nước ha. Em cho máy đèn, em cho bơm nước giếng anh xài thoải mái. À điện nước là có luôn rồi phải không? Có hết rồi, anh yên tâm rồi bây giờ. Quá tốt. Vậy em đi được hả? Đây, còn cái này. Ủa cái gì kỳ vậy anh ơi? Còn cái này nữa. Ôi mà trời ơi, anh em không à, tiền bạc chỉ cho nó mệt. Em nói thiệt với anh, em giúp anh hết lòng. Anh đừng có đưa tiền em lấy á. Tôi nói cho anh nghe. Cái nào nó ra cái đó. Ủa vậy hả? Tôi đưa không có từ chối nha. Làm sao từ chối được anh đưa? Từ chối là tôi buồn đó. Trời anh yên tâm mà. Trời rồi. Dạ cảm ơn anh. Bữa đó tới sớm nha. Dạ. À, lại sao tân gia thiệp mời tân gia là cái này cái thiệp chứ không phải cái thiệp mời tân gia. Trời ơi sao nãy giờ làm tôi khổ quá vậy? Cái nhà này anh bán cho tôi mà. Không có anh tới tân gia là không có may mắn. Dạ rồi xin phép anh đi nha. Rồi chào ha, cảm ơn nha. Ây cha, đây coi ây giờ chắc nguyên cái xóm này cái ấp này tôi mời hết. Ủa anh Bảy. Ủa Mèn ơi, hôm nay đi đâu mà ăn vẫn đẹp như vậy? Trời đất ơi, lúc nào cũng ăn vẫn đẹp chứ đâu phải là hôm nay không đâu. Anh nè, sướng. Nghe nè. Làm gì vậy? Gửi cái thiệp đi. Thiệp gì? Gửi cái thiệp, tân gia. Em cũng nghe nói anh mua nhà ở đâu vậy? Chung cư thôi, một cái chung cư thôi. Nghe nói cái chung cư nhà anh đẹp dữ lắm phải không? Nói chung chắc là mắc tiền lắm không? Cũng đẹp. Mà nếu mà so với bà con ở trong xóm này thì đúng là nó hơi mắc tiền. Cái miệt của mình em biết rồi đó. Trong bưng trong rẫy trời ơi đi ra đi vô nó khó khăn. Nó bùng xình nó lầy lội nó dơ tên này. Nó dơ mà nó còn hơn cái chữ dơ nữa. Cho nên là thôi mình lên chung cư ở mình ở cao tầng nên mình nó không có dính dáng ai vậy đó. Nó lầy, nó bùng xình, nó phèn. Đúng. Nó quê mùa, nó xấu hôi tôi. Tôi phèn dữ lắm, tôi không có xứng tới nhà của anh đâu. Bài, đừng có nóng mà. Cái đó là anh nói là đường xá rồi lầy lội thôi. Chứ em mà em quê mà em đẹp như hết rồi quê gì. Thôi được rồi, vậy thì tôi tới đó. Hứa nha. Bị xứng. Cái mặt cái ghét cái sợ. Ủa đi chợ hả? Quên, tại anh hết trơn á. Anh ghẹo tôi riết mà, tôi quên hết trơn luôn á. Quỷ. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về thời sắp đổ cơn. Kỹ chữ đó nha. Giờ đó này là đang kỹ chữ đó nha. Tao có làm hết hồn hết vía. Bà hát tới chữ đó bà ngưng. Không hát chữ đó. Ủa chứ anh kỹ cái chữ mưa hả? Trả lại đây đi. Ủa giờ này mà bà nói là rớt xuống là mệt mỏi lắm nha. Ủa thấy em mê bài đó anh ơi. Không bà phải đổi bài khác ngay giờ phút này. Vậy hả? Đi đâu đây? Trời đất ơi. Nói thiệt bà bận đồ y như cây pháo đại vậy má ơi. Ủa gì kỳ vậy? Bà bận đồ chốt con mắt dễ sợ luôn á. Hồi nãy mấy đứa xóm trên nói em bận đồ như cây đèn cầy.
Tôi nói giờ bà anh chuyển em qua thành cây pháo đại. Bà bận bộ đồ này mà bà ra giữa ruộng bà đứng y như con hình rơm đuổi chim. Không có con chim nào dám rớ bà luôn á, bà tin không? Bà đi đâu đây? Đi nhiều chuyện bên nhà ai rồi ghé đây nữa đây? Trời, nhiều chuyện gì anh nói? Có mở rồi. Đây nè, em ghé nhà bà Năm Heo á. Ghé Năm Heo làm nói gì? Nói chuyện về cái vụ nhà chung cư cho bà nghe. Chung cư gì nữa? Sắp mà găng tăng da phải không? Con má này linh như miễu rồi trời. Sao bà biết? Trời ơi, ý anh nói là cái chuyện này bí mật sao em biết phải không? Chính xác. Không có cái gì gọi là bí mật hết. Gia đình tôi còn chưa biết sao bà biết? Vậy mới hay. Đây nè, con Bảy Thiệp nó nói cho em biết là anh đặt nó 50 thiệp mời ăn tăng gia. Con quỷ này sao mà nó nhiều chuyện quá. Trời ơi, tao nói vô luôn nha, mua nhà mới. Anh có mời ai em không? Yên tâm đi, chắc chắn là không mà. Ủa gì kỳ vậy? Lấy trời, nói chơi thôi chứ. Chỗ quen biết mà sao không mời được phải không? Ừ, mời tưởng ha. Không mời tôi buồn à nghe. Đây. Dạ. Anh nói nghe nè, bữa đó em sẽ cố gắng em qua sớm hơn cái thời gian mời 2 tiếng. Thôi thôi, chi vậy để qua phụ hở đâu. Không cần. Bây giờ bà qua đó bà canh, thí dụ như tôi mời thí dụ như 8 giờ à. Thì bà canh 9 giờ mấy 10 giờ bà hãy tới, hiểu không? Bà đừng có tới sớm. Tao quá, đi bà đợi, chạy thí dụ như anh. Người ta ăn mà nó tàn tiệc rồi hết rồi bà tới bà chơi, bà bước vô bà nói a cái nhà rồi bà đi về này. Bà không cần phải vô lâu. Bà vô lâu mà bà nhiều cái tánh bà nói bà không có suy nghĩ, phải không? Ví dụ như người ta đang ăn uống bà nói mày bà nói lường gạt, bà nói gì nói chung là nó mất cái hên của gia đình tôi. Mà tôi là cái người mà rất là tin phong thủy nha. Thôi yên tâm đi, nói anh nghe nè. Mà bữa đó không có bận bộ đồ này nha. Cái màu này tôi kỹ dữ lắm. Yên tâm, anh không thích màu này là em chơi màu khác. Trời ơi, sao bà nhiều màu vậy đó hả? Dạ, anh nói nghe nè, anh yên tâm đi, bữa đó em qua em không nói gì trơn trọi, từ sáng đến chiều em không nói. Đúng em. Rồi, bà mai cái mỏ bà lại, bà mai mà bà thêu cái hình trái tim luôn đó, là cái mỏ bà nó bích rẻ luôn nè, tôi mới cho vô nhà nghe không? Ủa sao anh kêu em thêu cái hình trái tim? Bụ để ý tôi phải không? Quỷ nhà thôi, em đi về nhé là mất cỡ. Tự nhiên kêu người ta thêu hình trái tim ông nội ơi. Bà này thế nào lát đi cái đầu hẻm con bị chó cắn. Mẹ này có những mẹ kỳ thiệt. Người ta mời phải biết né chứ. Người đâu kỳ cục hả? Mệt ghê. Không hiểu gì lo kiếm chuyện không. Không biết tính sao người ta. Trời ủa? Ơi. Anh Nam. Vậy em đi đâu vậy? Em về ăn tân gia. Ủa ăn tân gia hả? Anh. Dạ. Nghe nói dạo này anh kinh doanh bất động sản phải không? Đúng rồi, anh môi giới bán nhà nha. Em thích nhà thế nào? Căn hộ, chung cư cao cấp hoặc là mấy cái dạng mà nhà phố nè, nhà trệt, cái gì em cũng lo. Miễn có quan trọng là em có tiền không, với em thích. Ha. Em muốn cái gì? 30 giây anh kiếm cho em. Ok. Ồ, dạ. Đơn giản phải không? Rồi để khi nào em có tiền đi em nhờ anh. Trời đất ơi, khi nào có tiền giờ đó. Thằng này là một cái thằng lừa đảo. Đây nè. Mày tưởng mày trốn tao là mày xong hả mày? Trốn gì nãy giờ? Tự nhiên nó trốn gì? Ủa? Anh Bảy, em chuẩn bị qua nhà anh ăn tân gia nè. Tân gia cái gì đâu mà tân gia? Thằng quỷ này nè, nó làm nó bán nhà cho tôi, nó bán căn hộ chung cư cho tôi. Nó làm tôi vừa nhục nhã với bà con lối xóm. Mà bây giờ tôi vừa mất tiền mà vừa mất mặt nữa đây nè. Anh đừng có nói vậy nha, em đã nói với anh rất là rõ ràng. Cái chuyện này là mình đã đang tìm cái hướng giải quyết rồi. Giải quyết cái gì? Thì bây giờ anh thiếu cái gì em cho đó, giờ thiếu điện mà em kêu máy phát điện, giờ thiếu nước em cho máy... Cho hả? Hả? Người ta mua nhà mà cho hả? Bây giờ cái xe nè, anh muốn làm gì làm đi. Đó, anh muốn xe, à, xe đi. Ủa hả? Xe hả? Xe hả? Bây giờ trả tiền cho tôi mua cho khác. Ôi, cho tôi can đi mà. Hai người có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Trời, 1 tỷ mấy của tôi mà, có sao? Anh Năm đây á, là cũng bạn học của em. Ủa, Năm sao? Cũng người. Ủa, có đi học hả? Có đi học chứ không lẽ không chơi. Có đi học hành xử cà chớn vậy đó hả? Thế thì tôi đã nói với anh rồi là bây giờ cái chuyện này là bây giờ tôi đưa ra hướng giải quyết rồi anh không chịu. Giải quyết gì bây giờ, chỉ có trả tiền, trả hết tiền, trả vốn lại cho tôi. Bây giờ không chịu, muốn cái gì chơi luôn. Bây giờ chơi luôn ra, muốn không? Nè, hả? Hả? Hai người. Bây giờ muốn cái gì? Nè, uống cái gì? Nè, ra nè. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, Lý Tiểu Long nè. Tèo. Chị Tám ơi. Trời, cái gì vậy? Ủa? Sao? Kỳ này, chết. Cái gì? Sao? Ông Năm, ông chết. Chết rồi, bị quýnh. Là tiêu vậy hả? Tiêu rồi.
Không phải một người đâu nha, tới hai người luôn á. Tới hai người tiêu luôn. Thôi được rồi, Sáu, em ngồi đây em coi nhà cho chị. Chị đi báo công an nghe chưa? Ê, 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 đi báo công an chi vậy? Thì ông bị... Ủa? Không, em ơi, tiêu là hả? Vô. Quýnh nhau gì xèo hết trơn chứ. Ủa? Đừng có đánh. Mày tự ra tao. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tao cho mày biết nha. Tao nha, nha. Đai đen nha mày, nha mày. Dạ em biết rồi. Đừng có đánh cái gì vậy? Dạ em biết mà, anh đai đen mà có cầm chổi thì em sợ lắm. Nhưng mà anh ơi, cho em xin thêm một miếng thời gian để em giải quyết hậu quả. Ôi, xin thời gian vậy đó. Xây. Tại ở tôi đây là chủ nhà mà ông làm gì ban ban vô như nhà không có chủ vậy? Bà Tám. Hả? Hôm nay tôi nhờ tới bà nè bà Tám. Nhờ gì? Cái thằng này nó bán chung cư cho tôi mà nó bán chung cư lừa đảo. Đã... Nó bán lừa gạt cho nên hôm nay tân gia không có tân gia cái gì nữa trơn á. Em nói rồi, anh cho em xin miếng thời gian rồi em từ từ khắc phục hậu quả. Im đi. Nó bán chung cư cho tôi. Nó nói hay lắm, nó nói đẹp lắm, nó nổ hả, coi như bể trời bể đất. Trời ơi, tôi mua chung cư có 1 tỷ bạc à. Mà nó nói chung cư tôi là hồ bơi chân mây. Tôi vô không có thấy cái hồ bơi đâu hết trơn á. Rồi á, vô ở, rồi nó giao chìa khóa cho tôi. Trời ơi trời, nó xây cái gì không? Cái nhà nó xây không có cái bếp. Không có bếp sao tôi nấu ăn? Vô điện nước không có cái gì hết trơn á. Trời ơi. Tôi kêu cho tôi nước. Nó đưa mình chai nước suối nhỏ xíu, nó kêu tắm đi. Tưởng tượng không? Còn tôi hỏi điện đâu? Nó đưa cái đằng pin nó tự rồi. Trời ơi xí nghe, cái tướng ông vậy mà tắm chai nước suối sao đổ. Tôi không được uống nữa sao tôi tắm. Thì đó. Đó, cái tôi phản đối, tôi phản ứng nó lên. Cái đó nói sao bây giờ anh thông cảm, bây giờ công ty xây dựng chưa xong. Bây giờ tôi bù và cho anh bằng cách đưa tôi vô khách sạn ngủ một đêm. Trời ơi. Khách sạn nào? Khách sạn tự tụi nó dựng khách sạn lên luôn. Trời ơi, tôi nằm ở khách sạn tôi nói, ủa sao tối tôi nằm hoài tôi không mát. Nó, ủa sao cái máy lạnh mà sao nghe cái gì nó hỏi phù phù. Tôi mở cái máy lạnh ra, nó đứng trong nó quạt. Trời ơi. Tưởng tượng đứng trong cái máy lạnh nó cầm cái quạt. Trời rảnh ra chưa? Tàn nhẫn với tôi chưa? Nhưng mà em cũng có khắc phục hậu quả rồi. Nhưng mà để nó không ấy thôi. Cái này là một tình hình chung, ai cũng như anh chứ không phải mình anh đâu. Chung cái gì? Ăn nói gì mà nói được hả? Thì cũng đông. Buôn bán nhà đất mà buôn bán gì vậy đó, chị thấy chết người ta không? Bây giờ tôi đang ở chung cư, bây giờ đâu có được ở nữa. Người ta có lĩnh xuống, tao nói chủ đầu tư sai phạm. Ủa? Bây giờ tao tịch biên cái chung cư này. Chủ đầu tư sai phạm. Là mấy ông nội này nè sai phạm. Tụi tôi bây giờ không được ở, bỏ tiền mua bây giờ đi ra, không được ở. Ủa? Chủ đầu tư sai phạm làm sao vậy ta? Trời ơi, việc mà chủ đầu tư sai phạm á vẫn đang xảy ra. Nhưng mà cái người chịu hậu quả, cái người mà chịu thiệt thòi nhất là ai? Là cư dân ở đó. Tụi tôi nè. Trời ơi, như vậy á, người lãnh đủ là cư dân ở đây đó. Bà nghĩ đi bà Tám, bây giờ cư dân như tôi là bây giờ phải làm sao đây? Còn sao trăng gì nữa, bây giờ ông tạm thời cứ làm theo lời của cơ quan chức năng đi. Dọn ra ngoài ở, hen. Khi nào mà chung cư được nghiệm thu, an toàn, dọn vô trở lại, ở tiếp. Nói vậy bà vậy tôi cũng chịu đó. Trước tiên tôi phải đánh. Đánh.